mang trong tim bao năm qua đã khiến ai đổi thay. Cuộc tình nào ta trao sai đem chua cay khiến ta thêm hận. Tạo nghiệp nào gieo hôm qua mai sau đây sẽ gánh lấy khổ đau. Bởi vì lòng đầy tối tăm lúc giàu sang, lạc đường cùng vì đã sai càng xa. Gió phai tàn, tình chỉ duyên em do tại ai vì ai, đời dễ đâu tranh khỏi bi kỳ, chẳng ai thấu khổ đau mẹ ơi, bé dâu khôn lương nào ngóng trông ngày sướng vui được trở lại, đành phụ hẹn ước kiếp sau. Tốt rồi, tạ ơn trời Phật, mọi chuyện vậy là suôn sẻ. Từ nay má con mình không phải lo gì thiếu thốn. Sắp tới gả con Trúc về bên đó, tuy không bằng được nhà anh Mạnh, nhưng như vậy cũng tốt rồi, tốt quá rồi. Ủa, mà sao giờ này con Trúc vẫn chưa về? Sao vậy? Có ai không? Cứu! Có ai không? Cứu người! Cứu! Cứu người! Cô gái ơi! Cô gái ơi! Cô gái! Cô gái ơi! Có ai không? Cứu! Cứu! Cứu người! Cứu người! Cô gái! Mày nó buồn quá nên đi lòng vòng trong chợ. Mà có đi chơi đâu thì đáng lẽ giờ này phải về rồi chứ. Trưa xế rồi còn gì. Chồng của mình, cái thằng phát đó là chồng của mình sao? Trời ơi, mình tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể bước chân vô nhà này, tưởng đâu một bước lên mây. Không, không đâu, mình không thể trói buộc cả đời của mình với một người chồng như vậy đâu. Mình không thể. Mợ hai ơi, mợ hai. Vô đi. Dạ thưa mợ, ông bà chủ mời mợ qua nhà lớn. Tôi biết rồi. Dạ. Thằng Bảo đâu? Từ sáng tới giờ tôi không thấy mặt nó.
Nó có biết hôm nay là anh hai nó cưới vợ không? Dạ biết chứ mình. À, hôm qua nè, nó còn chỉ biểu cho tụi nhỏ dọn dẹp trong ngoài này kia nữa mà. À, còn bữa nay, à chú Tỉnh có nói là nó phải ở trên xưởng coi thợ làm mẫu mã mới cho người ta đó mình. Nó biết lo như vậy là tốt đó. Dạ con thưa ba, thưa má. Ngồi xuống đi con. Dạ. An à, tội nghiệp con. Đời con gái có một lần, mà xong cái đám cưới này không biết nhà này mai hay rủi. Ba biết là con phải chịu nhiều thiệt thòi khi mà có một người chồng đau bệnh như vậy. Nhưng con cũng đừng có quá lo lắng. Ba vẫn đang tiếp tục chữa trị cho nó. Có khi chồng con sẽ sớm bình phục thôi. Kể từ bây giờ con là con dâu trong nhà này rồi, cho nên con muốn cái gì, con cần cái gì, con cứ nói cho ba má biết, ba má sẽ chiều theo ý của con. Mình muốn gì cũng được sao? Ông ta sẽ bù đắp cho mình hả? Có khi anh ta sẽ sớm hết bệnh. Nếu không thì mình cũng có được tất cả những thứ mà mình mong muốn. Dạ, con cảm ơn ba má đã thương con. Con hứa sẽ cố gắng hết sức. Nhất định con sẽ không để cho ba má thất vọng đâu. Ba cảm ơn con. Thằng Thịnh, tất cả ba nhờ vô con đó. Con giúp ba nha. Dạ thưa ba, con bây giờ đã là vợ của anh Thịnh, là dâu của nhà mình. Chăm sóc cho chồng và chăm sóc gia đình chồng là bổn phận của con. Ba cảm ơn con rất nhiều. Thôi, con ngồi nói chuyện với má đi. Chắc là ông bà biết cố tình làm cái lễ cưới tối giản cho Thịnh mau hết bệnh. Đúng như lời thầy bói nói là cũng không mời khách khứa gì hết. Nên ông bà giận thì sao á, không có chứng. Bia. Dạ ba kêu con. Mày kêu người á dọn dẹp cái bàn thờ gia tiên đi. Dạ ba. Con tỉnh rồi hả? Con tỉnh chính mừng quá à. Con à, chính có nấu cháo á, để chính đi múc cháo cho con ăn nha. Đây là đâu? Sao con lại ở đây? Con dì là ai? Đầu con đau quá. Sao con lại bị như vậy? Nè, bình tĩnh đi con, bình tĩnh. Con, bình tĩnh lại đi. Lúc chính gặp con á, là con nằm bất tỉnh ở bờ sông á. Chính nghĩ là con té rồi con đập đầu ở đâu đó. Chính sợ quá. Chính mới nhờ người đưa con về nhà chính đó. Rồi chính mời thầy thuốc tới băng bó vết thương cho con, rồi bắt mạch cho con nữa. Thầy thuốc nói vết thương của con không có nghiêm trọng, rồi cho con uống thuốc hạ sốt. Con nè, con nghe chính hỏi nè, con tên gì, nhà con ở đâu, con nói cho chính biết đi,
rồi chính nhắn người người nhà của con đến đón con về. Dạ. Nhà con ở đâu? Chị không biết nhà con ở đâu hả dì? Chàng ơi, chính mới gặp con lần đầu à, chính đâu có biết con là ai. Với hơn nữa bà con lối xóm đây nè, cũng ai biết con là ai hết á. Chính nghĩ là con không phải là người của vùng này. Tên của con là gì? Con là ai? Nhà con ở đâu? Sao con không biết gì hết? Con làm sao để gì? Bình tĩnh lại con, bình tĩnh lại. Chàng ơi, nhà con ở đâu? Tên con là gì? Con cũng không biết nữa ha. Lúc chính gặp con đó, nhìn bộ đồ trên người của con á, là chính đoán á, con là một người con trong nhà khá giả. Còn cái bộ đồ này á, là chính thay cho con đó. Hay là con té rồi con đập đầu mạnh quá nên con mất trí nhớ? Dì ơi, chị bây giờ con biết làm sao đây? Con không biết nhà của con ở đâu mà về. Con làm sao đây hả dì? Không sao đâu, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi nha. Tạm thời con cứ ở nhà của chính. Chính ở đây cũng có mình Ơn à. Con đừng có ngại. Trước mắt là vậy đi. Vài ba bữa nữa coi con có nhớ được gì thêm không. Nếu như không á, thì chính sẽ dò hỏi những người xung quanh đây nè, coi có ai biết có một đứa con bị mất lạc hay không nha. Con chính tin chắc á, con sẽ sớm tìm lại gia đình của con thôi. À, tạm thời chính gọi con là con gái nha. Thôi, không sao đâu, rồi con sẽ ổn thôi nghe con nha. Thôi để chính đi múc cháo cho con ăn, rồi con uống thêm một cữ thuốc nữa nghe con gái. Dạ. Yeah. Đây là những thứ mình từng khao khát, bây giờ mình có được rồi. Mình có được rồi. An à, Bình An. Dạ. Ừ, chồng con vô rồi nè. Dạ, con thưa. Con cứ gọi cậu là cậu Tư. Dạ, con thưa cậu Tư. Ừ. Bây giờ cậu Tư giao thằng Thịnh cho con. Con coi lau mặt, rửa tay cho nó. Rồi một lát hai vợ chồng ra nhà lớn ăn cơm với gia đình nghe không? Dạ cậu. Ừ. Thôi cậu về. Ê cậu. Cậu. Cái gì? Đã thỏa thuận rồi là phải nghe lời cậu Tư mà. Con mới cưới vợ, phải ở nhà với vợ cho vợ vui chứ. Ngoan, giỏi. Rồi mời cậu Tư qua, cậu Tư đẩy đi chơi tiếp. Nghe. Dạ. Ừ. Chị không phải vợ tôi đâu, chị nhớ nghe. Bây giờ tôi không làm chú rể nữa, chị thay bộ đồ khác cho tôi đi. Nè. Tại sao lại thành ra như vậy chứ? Tại sao vậy? Lại lên. Hãy
ơi. Sao chị khóc? Hay là sáng tôi không chịu bái đường với chị, chị buồn chị khóc hả? Tôi cũng buồn vậy. Cô dâu đội vòng hoa của tôi đâu phải là chị đâu. Mọi người nói là tôi biết chị từ nhỏ, nhưng mà nói thiệt tôi không nhớ chị là ai nữa. Thôi bây giờ vậy đi, chị không khóc nữa, tôi hứa chừng nào tôi nhớ ra tụi mình là ai là tôi với chị làm vợ chồng. Chị mà cứ khóc hoài á, ba má tưởng tôi làm gì chị đó. Nè, đừng có khóc nữa. Mình từ trưa tới giờ rồi mà mình chưa nói cho em biết tại sao cô dâu lại là Bình An. Hôm trước rõ ràng mình nói với em á là mình sẽ cưới con Thanh Trúc cho thằng Thịnh mà. Con Thanh Trúc nó hứa hôn với người khác rồi. Sáng nay nó dứt khoát không có chịu mặc áo cô dâu, cho nên là chị Mai buộc lòng phải để con Bình An thay thế chị của nó. Rồi mình tin hả? Sao? Cái Mẫn này là tham xính lễ nè, cho nên không muốn gả con gái, rồi mới đưa con ở đợ vô thế. Riết mà coi thường gia đình mình quá. Bà nói đi đâu vậy? Con Bình An cũng là máu mủ của anh Hai Tài, thì coi như cũng là con của chị Mai rồi. Mình ơi, mình cũng biết mà mình. Chị đâu có coi con An là con đâu. Trong mắt của chị á, má con An á chỉ là ở đợ không công. Vậy mà dám đem thế vô, mà em cũng không hiểu sao nữa. Sao mình lại chấp nhận vậy? Thì con Bình An nó cũng là tuổi tí, mà lại là đứa giỏi giang nữa. Cưới nó về cho thằng Thịnh trong hoàn cảnh này không phải tốt hơn sao? Nhưng mà tôi không muốn nghe bà nói cái gì nữa hết á. Kể từ bây giờ con Bình An là con dâu trong nhà này, bà cũng đừng có nói tới nói lui nữa. Nó nghe được rồi mất công nó lại phiền lòng. Trúc ơi là Trúc, con đi đâu sao tới giờ này chưa về nữa? Có biết là má nóng ruột nóng gan chờ con không hả? Từ nhỏ tới giờ có khi nào con đi đâu mà không nói cho má biết? Mà con đi đâu được chứ, có chỗ nào mà con tới chơi lâu như vậy đâu? Hay là con đã xảy ra chuyện gì rồi? Má phải nhờ người đi tìm kiếm con thôi. Không được, nếu để mọi người biết chuyện, lỡ như đêm nay không tìm thấy con, họ sẽ đồn đại thế nào đây? Rồi lỡ bên nhà Diệp Hoa nghe được, họ sẽ nghĩ sao về con? Không được, không thể để ai biết được. Má, một mình má sẽ đi tìm con. Trúc ơi, má sẽ đi tìm con. Dì Mai, dì đi đâu vậy? Dì ra tiệm mua ít đồ. Bình An đâu sao không biểu cô ấy đi? Con An nó đi lấy chồng rồi con. An đi lấy chồng? Ừ. Thiệt hả dì Mai? An đi lấy chồng mà cả xóm không ai biết gì hết trơn vậy? Hôm trước con gặp cổ, con không nghe cổ nói gì hết trơn á. Tại vì tuổi không có đặng, rồi nhà trai muốn rước dâu liền, không có tiệc tùng chi hết. Mà sáng giờ con có gặp con Trúc nhà gì không? Trúc hả? Trúc bị làm sao vậy vậy? Con không có gặp. Không, nó đâu có bị làm sao đâu. Tại vì nghĩ là nếu mà con gặp con Trúc thì con Trúc cũng sẽ nói với con chuyện mà con An đi lấy chồng đó mà. Thôi dì đi trước nghe. Dạ.
Giờ sao? Bộ phải ngủ chung hả? Mình nhất định không thể ngủ chung giường với anh ta được. Không thể nào. Tôi với cậu còn chưa chính thức là vợ chồng mà. Hồi sáng tụi mình còn chưa cúng lễ gia tiên nữa, có đúng không? Ừ. Với lại tôi đâu phải là cô gái đeo vòng hoa của cậu đâu, có đúng không? Đúng rồi. Vậy thì đâu có ngủ chung được. Ngủ chung là thành vợ chồng đó. Nhưng mà ai ngủ giường này? Cậu là con trai hay con gái? Dĩ nhiên là con trai rồi. Tôi là con gái, cậu phải nhường tôi chứ. Gì chứ tôi ngủ đâu? Cậu ngủ trên ghế kìa. Ở trên đó cũng có nệm êm lắm. Và còn gần cửa sổ nữa, mát. Nhưng mà đâu được. Giường này của tôi mà. Tính dụ tôi hả? Tôi đâu ngu. Ai nói cậu ngu? Cậu vừa thông minh vừa thương người nữa, có đúng không? Ừ. Vậy cậu có biết cái gì gọi là đàn ông đại trưởng phu không? Là không có được ức hiếp phụ nữ. Cậu nhìn tôi nè. Tôi như vậy nè mà bị ép gả cho cậu. Cậu vừa bị mất trí nhớ mà đi lại còn không được bình thường nữa. Cậu có tội nghiệp tôi không? Có. Vậy bây giờ tôi với cậu chơi nhau một trò chơi nha. Buổi sáng á, tụi mình phải diễn kịch trước mặt ba má, coi nhau như là vợ chồng. Nhưng buổi tối thì không có ngủ chung. Mà cái này là bí mật của tôi với cậu thôi. Cậu không được để cho ba biết. Ba mà biết là ba bắt tụi mình ngủ chung, rồi còn đuổi tôi ra khỏi nhà nữa đó. Tội nghiệp tôi lắm. Ừ. Cũng tội thiệt. Nhưng mà chị dữ quá à. Tôi có muốn vậy đâu. Tại cậu không biết á, hồi nhỏ tôi với má tôi ở đợi cho nhà người ta bị đánh nhiều lắm. Má tôi bị người ta đánh tới chết. Còn tôi á, tôi bị người ta đánh lên đầu nè. Người ta đánh vô đầu tôi nhiều lắm. Cho nên bây giờ đầu óc của tôi nó không có được bình thường. Tôi hay nóng nảy, tức giận. Đâu phải tại tôi. Tôi ước gì hồi nhỏ người ta đừng có đánh tôi. Thì bây giờ tôi đâu có ra nông nổi này đâu. Nghĩ lại tôi thấy đau đầu quá. Tôi... Thôi được rồi, được rồi. Đừng khóc. Tôi hứa chị như thế nào tôi cũng không có mét. Tôi không tin cậu đâu. Tôi nói thiệt mà. Tôi hứa. Lẹ đi. Đứa nào thất hứa bị bà bắn. Đứa nào thất hứa bị bà bắn? Ừ, vậy đi. Ủa mà chị hứa gì với tôi? Tôi hứa gì với cậu ta? Tôi đau đầu quá. Được rồi. Lên giường ngủ đi, tôi qua ghế ngủ cho. Anh qua lợi lợi bó hành thơm mà thơm. Bớ nàng ơi có chồng chưa anh giúp á, giúp tình thương. Bớ nàng ơi có chồng chưa anh giúp á, giúp
tình thương. Thấy ghê quá à. Sao mà hát dở mà cứ thích hát hoài à. Tại nó hay không được với bộ. Hát thường thường á thì em không vui. Muốn em được vui á thì phải hát hè. Ba xạo vừa thôi chứ không phải anh hát dở hả? Phải ráng chịu đựng. Dù sao cuộc sống này cũng là điều mà mình từng mong muốn. Trước mắt cứ như vậy đi. Mình là ai? Giờ này có ai đang trông ngóng mình về hay không? Mình có còn ba má không? Đã có chồng con gì hay chưa? Lỡ như con mình còn nhỏ rồi mà mình còn chưa về thì nó phải làm sao? Vô ngủ đi con. Dạ. Dì ơi, con đi lâu như vậy mà không về, người thân của con phải làm sao hả dì? Rồi lỡ ba má của con, hay có khi là chồng con của con nữa, họ phải làm sao đi dì? Giữ được cái mạng là mừng lắm rồi con. Còn chuyện khác từ từ tính nha. Con cứ nghĩ đi, nếu như hôm đó đó con chết ở bờ sông, bà con có thương lắm thì quấn con lại rồi đem chôn, rồi cũng trở thành nấm mồ vô chủ. Hôm nay con còn sống ở đây là mừng lắm rồi. Sức khỏe của con còn yếu lắm, con cứ khóc hoài như vậy rồi sanh bệnh thì sao? Con phải thật là khỏe. Khỏe thì con mới mong nhớ lại mọi thứ, mới tìm lại được gia đình của con chứ, đúng không? Dạ, vì vậy phải. Con sẽ cố gắng thật mạnh khỏe để tìm lại người thân của mình. Vậy mới được chứ. À mà nè, dì nghi á là con bị cướp. Cướp sao ạ? Sao dì lại nghi như vậy? Da con thì trắng trẻo, phong thái của một tiểu thơ. Gia đình con chắc là một gia đình khá giả. Nè, nghe lời dì đi, vô ngủ đi con. Ngủ một giấc cho thiệt là sâu, biết đâu sáng mai con sẽ nhớ lại mọi thứ thì sao. Nha. Dạ. Có chuyện gì? Chắc là bây giờ bà đang hả dạ lắm đúng không? Sao mày lại hỏi tao câu đó? Tại sao hả? Bà còn hỏi tôi tại sao nữa hả? Sao bà lừa gạt tôi? Tại sao bà lừa gạt tôi? Có phải là bà không muốn con gái của bà
làm vợ một cái tàn phế, cho nên là mới lừa gạt tôi đến Thế Tôn, có đúng không? Có đúng không? Tao lừa gạt mày hay là mày muốn trèo cao hả? Cái thứ như mày á, lấy được một thằng chồng tàn phế mà giàu có như thằng Thịnh là phước ba đời rồi. Mày phải cảm ơn tao mới đúng. Bình An ơi là Bình An, sao mà mày ngu quá vậy? Mày ngu vừa vừa phải phải thôi chứ. Mày nghĩ thử coi, nếu mà thằng Thịnh nó bình thường thì mày có cửa làm vợ của nó không? Tao biết hết. Tao biết là mày muốn trả thù tao, nhưng mà mày nghĩ mày có cửa không? Cả cuộc đời này mày sẽ không bao giờ được ở trên cao như con gái của tao. Bà, trèo cao thì té đau. Đúng là mẹ nào con nấy, tụi bay cũng chỉ một lũ hà tiện mà thôi. Bà vừa nói, bà vừa nói cái gì? Ai cho phép bà xúc phạm má tôi? Mày làm gì ta? Ai? Mày... À! 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 Tôi biết rồi, tôi ra liền. Dạ con thưa má. Dì Năm. Dạ. Bà chú biết không? Nhà này bây giờ có dâu rồi chị. Dạ. Kể từ ngày mai á, sáng sớm chị không cần phải qua đây làm đồ ăn sáng nữa, để cho con dâu nó làm. Chị qua bên xưởng á, chị lo ăn uống cho công nhân giùm tôi nghe. Dạ. Ừ. Sao? Nghe nói cô đảm đang quán xuyến lắm mà. Mới ngày đầu tiên về nhà chồng, ngủ trưa trời trưa trợt, đội kêu mới chịu vậy. Bộ má lớn không có dạy cho cô bổn phận làm dâu hả? Cái nhà này không có thiếu người ăn kẻ ở, nhưng mà cái bổn phận làm dâu á, nhất là dâu mới cưới, cũng phải làm sao coi cho được chứ. Dạ con xin lỗi má, bắt đầu từ ngày mai con sẽ dậy sớm hơn. Ừ, làm sao cho được có thì làm. Mỗi ngày á, sáng sớm nấu nước pha trà cho ba má chồng, rồi coi á, phụ con muội lo mọi chuyện trong nhà. Cái chuyện chăm sóc thằng Thịnh á, cũng ráng mà làm cho tốt nghe không. Sao? Tôi nói gì không hài lòng cô hả? Chắc cô tưởng bước chân cái nhà này á, là một bước lên mây chắc. Đừng có mơ. Dạ thưa má, bà có nói với con, lấy anh Thịnh là con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, cho nên dặn con chỉ cần ngồi yên làm mở hai để hưởng phước thôi. Cho nên thiệt thòi là ba chồng cô ngại cho cô đó, chứ còn của cải cái nhà này nè mà bỏ ra gọi là xính lễ cho sang vậy thôi, chứ thiệt ra là để mua một con hầu đó con. Thuận mua vừa bán. Một con hầu như con mà mua với cái giá như vậy mà con nói là con thiệt thòi hả? Má nói vậy là sao hả má? Thuận mua vừa bán là sao hả má? Về mà hỏi má lớn của con. Thím Sáu ơi, Thím Sáu. Chị Hai. Chàng ơi, chị đi đâu mà sớm vậy nè?
Tiền hụi á tôi chàng cho chị rồi, lâu lâu đóng chuyện chút xíu, không có phiền gì đâu. Vậy là con Trúc nó chưa tới đây sao? Chị Hai, chị bị gì vậy? Tôi chỉ chóng mặt chút xíu thôi à. Tại hôm qua tôi có kêu con Trúc nhà tôi qua gặp chị để đóng, mà chắc nó quên. Tôi đã nói là không sao mà, từ xưa đến giờ chị luôn luôn đóng đúng ngày. Lần đầu đóng trễ tôi chàng được. Cảm ơn chị. Để tôi gửi chị. Đây chị. Thì ra là bà ta lừa gạt mình. Bà ta biết hết nên mới dụ mình bằng lòng thế mạng. An ơi là An, ngu quá, cứ tưởng lừa được bà ta, ngờ đâu mình mới là đứa bị bắt lừa. Trúc ơi là Trúc, con đi đâu rồi Trúc ơi? Nó biết tìm kiếm con ở đâu đây hả Trúc? Có khi nào nó buồn chuyện thằng Thịnh rồi đi đâu đó cho khuây khỏa không? Thịnh, sao nó ăn cơm đi mà ngồi đó thẫn thờ vậy? Trong mơ người con gái Thịnh đội vòng qua. Là ai mà Thịnh không nhớ nữa? Là em nè. Hồi nhỏ anh đội vòng hoa cho em ở bên sông đó. Tại anh quên rồi. Mặt dữ quá à. Giống. Con về rồi nè. Ăn cơm luôn con. Muội lấy chén đũa cho cậu ba. Không biết phép tắc gì hả? Con về có chào mọi người rồi mà. Chào anh chị Hai kìa. Ủa sao? Chào chú ba. Sao An lại ở đây? Vợ của anh hai tôi phải là Thanh Trúc chứ. Thôi nói nhiều quá, ngồi xuống ăn cơm đi. Dạ. Thanh Trúc. Cô ơi, cho tôi hỏi thăm chút. Qua nay cô có gặp cô gái nào mà cao khoảng tầm này, nước da trắng, mặc áo dài màu vàng không cô? Trời cô ơi, ở đây một ngày có biết bao nhiêu người lên xuống đò, tôi đâu có nhớ ai với ai đâu cô ơi. Cảm ơn cô. Chú ơi, qua nay chú có chở cô gái trẻ nào tầm 20 tuổi, cao tầm này nè, mà nước da trắng, mặc áo dài màu vàng không chú? Qua nay tôi không thấy cô gái mặc áo dài màu vàng nào qua đây hết cô ơi. Cảm ơn chú. Trời nắng lâu vậy, xong ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôi nghe nói cháu ông Năm Lửa ở chợ gạo cũng bị mất trí nhớ như thằng Thịnh, rồi được gia đình đưa đi cúng ở đâu đó là hết, cho nên bây giờ tôi phải tới đó coi làm sao. Biết có đúng vậy không? Hay chỉ là mấy lời đồn đại như những lần trước? Thì bây giờ cũng phải tới đó coi làm sao đã. Chỉ cần còn một chút hy vọng cứu lấy thằng Thịnh
tôi nhất định phải níu lấy. Vậy thôi mình đi đi, em không cản nữa. Tôi đi nghe. Má, sao tự nhiên vợ của ông Thịnh lại biến thành bình an vậy? Mợ hai, mợ lặt rau nhanh nhanh giùm con cái, con còn rửa rau nữa. Dạ. Ở cái nhà này, mày cũng có quyền sai biểu tao được nữa hả muội? Dạ con không dám, con xin lỗi mợ, mong mợ bỏ qua cho con. Vậy mà ông chủ nó mợ hay hiền lắm. Thì ra là vậy, đúng là tình chị duyên em ha. Còn cười được nữa. Má đang bực mình muốn chết luôn nè. Hôm nay ai làm cho má của con bực mình vậy? Thì đó, má cứ tưởng là phen này á, má được cười vô mặt bả rồi. Ai mà ngờ bà cáo già thiệt, bắt con ở thế thân cho con gái của bả. Má, má nói gì nghe mà ghê vậy? Cái gì mà con ở chứ? Bình An Thanh Trúc cũng là chị em cùng cha khác mẹ giống như con và anh hai thôi mà. Má cấm con so sánh như vậy nghe chưa? Bóng hoa cưới xưa giờ theo gió phai tàn. Tình chỉ duyên em do tại ai vì ai, để không dễ đau tranh khói bi kịch. Chẳng ai thấu khổ đau mẹ ơi. Bé dâu khổ lương nào ngóng trông ngày xưa vui được trở lại. Đành phụ hẹn ước kiếp sau.